Quyết xin mến chào toàn thể quý cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Quyết Nước Japan. Hiện tại em đang ở cái cửa hàng đồng hồ và cửa hàng đồ cũ nhé. Đây, thì vừa đây em có lấy được một chiếc Seiko, hàng Seiko 5 Sport dòng, chiếc này hàng trưng bày thanh lý thôi. Đấy, hiện tại em đang ở trên cái chiếc bàn đồng hồ, em vừa lấy vừa thanh toán xong rồi. Đây thì là ở đây là những cái hàng đồ hồ cũ, nó giá nó cũng khá là rẻ thôi, không có đắt đâu, nó chỉ nó tùy mẫu ấy. Thì bây giờ em sẽ quay lướt lướt qua mấy cái mẫu ở đây cho anh chị xem, rồi em sẽ ra người bàn lên tay giới thiệu cũng có thể quý anh chị cái chiếc đồng hồ này nhé. Đây là một chiếc đồng hồ hàng lướt qua sử dụng, nó cũng chưa sử dụng đâu, hàng trưng bày thanh lý, nó còn gần như là mới, còn cái hộp của nó thì hơi bị móp mép một tí. Cái này thì là nó hơi đáng tiếc tí là cái hộp hơi móp mép một tí, nhưng không nói kể của chiếc đồng hồ em kiểm tra rồi, chiếc đồng hồ rất là đẹp, nó chưa có xước sát gì cả, em kiểm tra cỗ máy 4R rất là rẻ đó. Thì đây em quay đằng cửa hàng đây. Thì mới có chọn mấy mẫu ở đây, thì hôm nay lên có thấy có một mẫu này thôi. Đó. Hoặc là nếu anh chị nào mà chơi cái dòng đồng hồ của nhà Casio thì đây có một chiếc này thì dùng được. Chiếc này thì khoảng hơn 4 triệu một tí. Đó. Còn đi ngóng ngắn đây là có cái mẫu nào mà nó dùng nó ok thì em sẽ giới thiệu của chị. Đây thì chưa thấy có mẫu nào hay cả. Cái bản nội địa Made Japan thì không có mẫu nào thấy mẫu nào đẹp, còn bản xuất Nhật thì khá là nhiều nhé. Seiko dòng máy pin thì cũng có nhiều, máy pin thì có nhiều, nhưng mà có điều là nó máy pin hay máy năng lượng ánh sáng, giá của nó cũng hơi tương đối cao một tí. Đang ngắm ở đây nhưng mà chưa thấy chiếc nào cảm thấy nó ok mấy cả. Đấy, năng lượng ánh sáng có dòng đen ba, dòng solar, nhưng mà chẳng hạn như là nguyên là của solar như chiếc này, này. Chiếc này thì nếu như chẳng hạn như chiếc này thì anh chị dùng sẽ là ok. Đấy, còn chẳng hạn như chiếc đen ba solar, cái dòng nó còn dùng thì như ở giờ Việt Nam thì chắc là nó sẽ không ấy lắm đâu. Đây là một cái cửa hàng bán hàng cũ nhé quý vị nhé, cũ hàng còn sử dụng còn rất là nhiều. Bây giờ em ra bàn lên tay giới thiệu cùng mọi người luôn cái chiếc đồng hồ này để mọi người cùng tham khảo nhé. Nếu có thích chiếc này thì alo cho em sẽ gửi cho quý vị nhé. Đây là một chiếc đồng hồ hàng trưng bày thanh lý, rất là khá là đẹp. Nên ở đây bên bàn ở đây lên giới thiệu qua cho quý anh chị, đứng tạm đây chỉ bên nhân viên họ ra của nó ấy thôi. Và em quyết đã ra ngoài bàn rồi. Ra ngoài bàn để giới thiệu cùng quý vị cái chiếc đồng hồ của nhà Seiko 5 này. Em quyết vào lấy nhá. Nó là hàng trưng bày thanh lý. Ở hộp này nó hơi có bị xước sát một tí. Đó, nhưng mà đồng hồ thì nó rất là đẹp quý chị nhá. Trong này có đầy đủ tất cả giấy tờ, hộp sổ thẻ bảo hành của và giấy tờ hướng dẫn của nhà Seiko nhá. Cái sổ bảo hành và sổ hướng dẫn đầy đủ cả. Và cả giấy tờ bảo hành ở bên Nhật đấy nữa anh ạ. Các chị ạ, cái giấy tờ bên Nhật này thì họ bảo hành chúng ta là như chiếc này là được bảo hành 6 tháng. Ở đây các bác sẽ có một chiếc đồng hồ Seiko 5. Dòng máy tầm trung của nhà Seiko. Thì thường Seiko 5 nó sẽ có những cái dòng máy của 7S. Và như chiếc này nó sẽ là một cái trang bị cho chiếc này một chiếc bộ máy là bộ máy 4R quý vị nhé. Ngoại hình của nó rất là đẹp đấy ạ. Em sẽ lấy cái thước, em đo size kích thước cho quý vị cùng tham khảo. Bàn này khá là đẹp đấy ạ. Bàn này em quyết đang đo có size kích thước của bàn này là 42 nhé quý vị nhé. Size mặt đường kính. Độ dày của bàn này là 11.8mm. Phần càng lắc tu lắc của bàn này là 48.5. Phần càng của bàn này khá là gọn. Thì các anh nào mà có cổ tay khoảng độ là từ 15.5 trở lên quý vị đã có thể đeo được rồi. Với cái size mặt là nó 42 nhưng mà phần càng nó rất là gọn quý vị nhé. Trên này thì thiết kế nó khá là đơn giản thôi, 3 kim và phần ô lịch kép ở phía góc 3 giờ. Chúng ta sẽ có logo hình của Seiko 5 ở phía góc 12 giờ Seiko 5 Sport quý vị nhé. Dòng Seiko 5 thể thao. Phần này thì có máy 4R cho nên là nó có tất cả những cái chức năng hỗ trợ lên co tay và kim dây. Đó. Kim giờ, kim phút, kim dây là đều có dạng quang.
đầu 12 của cọc số thì chúng ta ở cọc số chúng ta cũng có dạ quang luôn quý vị nhé. Mặt thì mặt màu xám khói chảy tia, nó không hẳn là màu trắng đâu mà mặt màu hơi xám xám chảy tia. Mặt này thì đeo nhìn nó rất là men và nó trầm trầm đấy, đeo cái này thì nó khá là dễ phối đồ. Kim dây của chúng ta chạy nó cũng khá là mượt với cô máy 4R. Đây nhá, phần dây em quay kỹ cho mọi người xem, mọi người có thể xem là cái phần dây của nó là nó chưa có một xước sát gì cả, đúng không ạ? Chưa có một vết xước sát gì cả, cho dù là vết phải lông mèo nhé. Đó, dây rất là đẹp, gần như mới. Bên này cũng vậy, ba dây lớn được hoàn thiện ở vết xước và toàn bộ dây phần vỏ chúng ta sẽ gọi là thép không gỉ và đúc đặc nguyên khối nhé. Ngay cả những phần khóa này, nó dễ xước nhất là phần khóa cũng không có cái vết xước luôn. Đâu đấy nó chỉ có chắc 1-2 vết phải lông mèo, là đây em Quyết cũng chưa nhìn thấy. Dưới này lỗ của nó sẽ là lỗ, có một lỗ chỉnh ở mắt dây. Đấy, khóa này khóa gấp một bên. Đáy máy thì các bác sẽ có một bộ máy lộ cơ. Ở dưới này có những thông tin cơ bản, như bạn này sẽ có cái đầu tiên chúng ta sẽ nhìn thấy chữ Made in Japan này, chiếc đồng hồ sản xuất nguyên đai nguyên kiện tại Nhật nhé. Chống nước 100m này. Tân thép không gỉ, cỗ máy 4R bao nhiêu kia? 4R36 nhé quý vị nhé. Bên này sẽ có máy 4R36 và bên này là số serial number 574, 3 số cuối là số serial number của chiếc đồng hồ này quý vị nhé. Và đáy máy thì cũng không có xước sát gì đâu. Đây thì nó chỉ có mấy cái vết vân tay em Quyết cầm thôi. Tuy nhiên thì là nó hàng trưng bày thì nhiều khi mình cũng không soi kỹ được ấy. Nó có thể là 1-2 vết vải lông mèo thì cái đấy thì em cùng quý vị cùng soi, nhưng mà trên này thì cũng chưa thấy có vết xước gì cả. Mặt thì cũng chưa vết xước gì luôn quý vị nhé. Phần niềng mặt chưa có vết xước gì cả. Đó, chúng ta sẽ có những cái chấm tròn ở bên phần niềng này. Và các bác sẽ có cái phần niềng này thì không quay được quý vị nhé. Nhưng mà có những cái chấm tròn bên kia nó cũng có đánh cũng tương đối là dấu từ 5 đến 20 để chúng ta căn cái giờ thể thao đấy. Chữ Made in Japan ở phía góc 6 giờ, chữ automatic bạn này là 24 chân kính quý vị nhé. Đây, chữ Made in Japan ở phía góc 6 giờ đây. Trong có đánh số từ 5 đến 60. Đấy, là số đây là để cho chúng ta có thể là căn giờ thể thao, tính giờ thể thao khi quý vị sử dụng. Hình thức ngoại hình thì còn rất là đẹp. Và cái giá của bạn này thì cũng báo giá luôn cho quý vị là giá của bạn này về đến tay quý vị là 4.200.000 với cô máy 4R quý vị nhé. Thế còn nếu mà như dòng Seiko 5 này, bản đồ điện Made in Japan, quý vị mua những cái dòng máy 7S26 thì nó tùy mẫu thì giá loanh quanh cũng đâu đấy khoảng độ trên dưới 5 triệu rồi. Đấy, như bạn này chỉ có 4.200.000 thôi. Hàng trưng bày thanh lý, còn đẹp gần như mới 99%. Có điều là phần hộp của nó hơi có bị xấu một tí nha quý vị nhé, nhưng nó không có ảnh hưởng. Toàn bộ giấy tờ đầy đủ tất cả. Đó. Và em Quyết đã lên tay nhanh cùng toàn thể quý cô chú anh chị cái chiếc đồng hồ của nhà Seiko 5 này rồi. Thì quý anh chị có nhu cầu liên hệ với em qua số thông tin cá nhân của em. Em có để dưới phần mô tả của video cũng như là số thông tin có để hiển thị trên màn hình quý vị nhé. Tất cả những hình ảnh quý vị xem đây là hình ảnh thực tế em Quyết quay tại cửa hàng tại bên Nhật Bản. Và hình ảnh quý vị xem như thế nào, số serial number em Quyết cũng có đăng lên rồi. Thì quý vị nhận cái đồng hồ nó sẽ đúng như cái hình ảnh em Quyết quay ở trên video như thế này. Quý vị nhận hàng có thể là kiểm tra hàng trước khi thanh toán quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và tiếp theo đây em sẽ quay nhanh mấy cái đồng hồ mà có họ thanh lý cũng như là đang trưng bày ở tại đây quý vị nhé. Đây thì là những cái mẫu đang thanh lý và trưng bày ở đây này. Ở đây thì có mấy cái bạn Longines này. Giá cũng khá là tốt đúng không ạ? Chỉ có 27.000 yên thôi. 18.000 yên và là 36.000 yên. Thì mấy cái mẫu này loanh quanh về nó cũng chỉ khoảng độ trên dưới 5 triệu thôi. Đấy, thì như cái bạn dây da thì mấy bạn này là máy pin quý vị nhé. Thì các bác nào có cổ tay nhỏ hoặc là các chị nào có đeo thì cũng được. Cổ tay nhỏ mà muốn dùng máy pin. Ở trên này thì sẽ có bạn Tuckwire. Dòng Tuckwire này như bạn này là đang có giá là 22.000 yên. Như bạn này về thì sẽ loanh quanh khoảng tầm trên dưới 4 triệu một chút. Là thuế phí gửi về tận tay quý vị nhé. Ở đây quý vị sẽ có một bạn của Hamilton. Bạn này đang có giá là 43.000 yên. Nhìn nó rất là đẹp. Thanh lý quý vị nhé. Đấy, có đầy đủ cả hộp luôn ạ. Dây da, mặt màu trắng chảy tia, màu xám xám chảy tia quý vị nhé. Đó, bên ngay bên cạnh phía tay phải thì cũng cả chiếc của Hamilton. Bạn này thì em thấy mặt kính của nó hình như có vết xước rồi ạ. Và dây dù. Trên này nữa thì sẽ có mấy cái chiếc của cái gì đấy, Omega. Mấy cái này thì là máy pin. Đồng hồ này, size này dành cho các chị.
đồng hồ nữ quý vị nhé. Đó, là giá đang có là 36.000 yên với cả là 27.000 yên. Đó, bên cạnh dưới này chúng ta sẽ có một chiếc của nhà, cũng là của Omega đấy, đang có giá là 37.000 yên. Bạn này thì đầy hộp, hộp sổ thẻ quý vị nhé. Bạn này là dây dù, giá của bạn này tốt quá, giá là bạn này cả thuế và nó khoảng độ 40 mấy nghìn yên đấy, hơn 40.000 một chút, thì bạn này nó về nó liên quanh cả thuế phí về nó liên quanh chỉ có khoảng loay quay khoảng trên 8 triệu một chút thôi. Đấy là tính cả tiền thuế phí về tay của anh chị rồi. Chiếc Omega quý vị nhé. Dòng này thì là máy pin, dòng đồng hồ thể thao. Có chức năng chronograph. Đấy, chức năng bấm giờ, hẹn giờ. Ngoài ra bên này thì sẽ có một bạn của cũng là của Longines đây. Của bạn mặt màu nữ, mặt hồng hồng này. Máy pin quý vị nhé, đã có giá là 36.000 yên thì bạn này là chưa có thuế, thuế 10% nữa thì là về sẽ đâu đấy khoảng rơi vào đâu đấy khoảng trên 7 triệu một tí. Đó, thì còn nếu các bác nào thích chơi máy pin mà nó nhẹ nhẹ thì là có thể chơi các bạn 27.000 yên kia. Cái bạn đấy thì size mặt đường kính của nó khá là nhỏ nhé, nó chỉ chắc khoảng độ 35 thôi. Thì các bác nào có cổ tay mà cực kỳ nhỏ thì các bác có thể tham khảo cái dòng đấy. Thì đây là ba chiếc của Longines này. Thì ba chiếc này em thấy cái chiếc đấy là có vẻ là đẹp nhất. Cái chiếc mặt vàng kia thì cũng được, nhưng cái chiếc đấy giá của nó thì đến 36.000 yên. Thì giá nếu như một chiếc Longines thì là giá đấy là mình chơi được rồi các bác. Đó. Thế còn bên này thì sẽ có mấy cái mẫu của nữ đây. Đấy, chẳng hạn là các bác sẽ có cái mẫu nữ này. Cái bạn này thì là của Gucci quý vị nhé. 54.000 yên. Cái này thì nó có nhiều cái nìa, cái mặt niềng ở trong lắm. Thì các chị có thể thay đổi. Đấy. Nhìn nó rất là trẻ trung. Cái này thì các bạn nữ nào hay các chị nữ nào mà kiểu là cá tính và thích sự trẻ trung một chút thì có thể đeo những cái mẫu này. Giá mà nó giảm giá ở tại cửa hàng mới á, thì có các bác xem video của em, có những cái video em quay ở cửa hàng mới mà giá của nó thì cũng giảm giá nhiều đấy. Cho nên là cái bạn nữ kia thì theo em thấy là cái mẫu đấy mình lấy là sẽ hơi bị cao giá. Thì mình có thể là tham khảo những mẫu mới hơn. Thế còn dưới này sẽ có những cái mẫu đồng hồ nữ của dòng đồng hồ thời trang, nó cũng không có nhiều tiền, nó chỉ có mấy trăm nghìn thôi. Như đây sẽ nếu mà lấy sẽ lấy được chiếc của đồng hồ cót này, chiếc đồng hồ cót này thì nó sẽ có giá cả thuế vào là 55.000 yên. À, 500 yên ấy, thì là nó sẽ rơi đâu đấy khoảng hơn triệu thôi. Thế còn nếu mới thì nó sẽ rơi đâu đấy khoảng hơn 2 triệu. Hay là 3 triệu thì nó tùy mẫu quý vị nhé. Như mẫu đấy là mới thì nó sẽ rơi đâu khoảng 2 triệu mấy đấy. Thế còn bên này sẽ là một cái tủ cũng là đồng hồ dòng thời trang thôi. Đây, bên này sẽ có dòng thời trang là nhiều. Như ở đây sẽ có chiếc Citizen này, những mẫu Citizen chạy năng lượng ánh sáng này. Hay là những cái mẫu mà các bác có thể chơi kiểu là sưu tầm này, những cái của Seiko này này. Như bạn này thì chơi sưu tầm mà giá của nó là 22.000 yên lên quay khoảng 4 triệu. Cả thuế phí về. Mặt khá là nhỏ thôi. Còn bên này thì sẽ có chiếc của Seiko dòng năng lượng ánh sáng solar quý vị nhé. Đang có cái giá ở tại đây là 81.000 yên chưa thuế. Dưới này thì sẽ có mấy cái mẫu của nhà Technot này. Mấy mẫu của nhà Technot quý vị có thể thấy ở kia mà chơi kiểu chơi sưu tầm đấy. Giá của hãng nó chỉ có 36.800 yên thôi, nhưng bây giờ nó bán sưu tầm ra cái giá là 55.000 yên. Đấy thì nó sẽ rơi đâu đấy khoảng độ trên dưới chục triệu. Và cái bạn dây lụa, dây thép lụa dây bên cạnh là đang có giá là 77.000 yên. Nó sẽ rơi đâu đấy khoảng độ trên dưới 14 triệu. Là cả tiền thuế phí gửi về quý vị nhé. Đây, trên này sẽ có chiếc Citizen này. Cái dòng này thì là chơi sưu tầm này. Đấy, nó là 77.000 yên. Cũng là mười mấy triệu, 13, 14 triệu đấy ạ. Đấy, thì những cái dòng này thì là chỉ chơi sưu tầm nó độc lạ thôi. Những dòng mà kiểu cổ cổ thế này, những dòng này thì là nó, nếu mà chơi thì nó là độc nhất vô nhị. Đó. Như bạn Technot này này. Giá của nó, nếu giá mới của nó ở đây thì nó chỉ có bao nhiêu? 61.000 yên à? À 51.000 yên. 51.000 yên là bây giờ nó chơi sưu tầm mà nó đã có giá là 77.000 yên. Giá này là đang bán ở tại Nhật thôi quý vị nhé. Đó. Thì nếu mà các bạn nào thích chơi sưu tầm những cái hàng độc lạ thì có thể tham khảo những cái mẫu này. Nhìn nó độc lạ là nó không có phải là những cái cỗ máy chất đâu, nó cũng bình thường thôi.
Nếu mà về giá tiền này thì chúng ta có thể mua những cái chiếc đồng hồ Nhật với cái mức giá liên quan khoảng 13 14 triệu thì có thể chơi nhiều cái mẫu khác nó tốt hơn. Ở bên này thì sẽ có cái tủ của nhà Casio. Những cái mẫu đồng hồ của Casio này thì nó cũng không có đắt đâu. Có cả những cái mẫu mà nó thanh lý, có cả những mẫu mới ở bên kia. Những mẫu hàng mới nhưng mà nó thanh lý ra đấy. Nếu có vị chơi có thể chơi cái chiếc này này. Chiếc này cũng là một chiếc đẹp này, Casio này. Đầy đủ cả hộp nhé các bác nhé. Mà đang có giá nó quanh loanh quanh khoảng hơn 2 triệu thôi. Đó, thì đây là mấy cái mẫu như ở dưới này sẽ có cái của Casio nữa này. Đấy, như bản này là máy pin và giá của nó là 18.000 yên thì đâu đấy khoảng hơn 3 triệu là thuế phí về cho các bác. Bên này thì là những con bạn này là những bạn hàng new nhá các bác nhá. Hàng hàng mà hàng mới đấy, hàng mới nhưng mà họ thanh lý ra đầy đủ tất cả hộp sổ thẻ. Nhưng vừa đây em có bảo quý vị là cái chiếc này thì quý vị nếu quý vị chơi thì có thể chơi chiếc này là hơn 4 triệu là chơi đấy là đẹp. Cho các bác nào có tay vừa vừa mà muốn chơi cái dòng của Casio. Đó thì tất cả những cái chiếc này bên này là tủ bên này là hàng mới nhá quý vị nhá. Đây là cửa hàng đồ cũ, đồ thanh lý qua sử dụng. Ở đây có nhiều cái lắm. Nó có cả là dây chuyền, nước hoa rồi thì nhiều cái lắm. Đây là đàn, quần áo, túi xách. Đó. Thì nó có nhiều lắm, là dỗi em cũng sẽ quay video cho quý vị xem những cái túi xách hay là dây chuyền bên này, quý vị nào có thích thì là em cũng sẽ mua hộ cho quý vị. Đây dây chuyền vàng, vàng là nhiều, vàng vàng 18 nhiều, dòng thời trang nhiều. Còn ở bên tủ bên trong này thì quý vị sẽ có những cái chiếc đồng hồ hàng cao cấp này. Đấy, có những cái chiếc đây nó vẫn loanh quanh khoảng độ 20 triệu này, 40 triệu này. Đấy, Omega cũng có, hay là dưới này chúng ta sẽ có một chiếc Kinseco. Kinseco ở đây thì nó như bạn này giá về nó loanh quanh cũng là tầm 40 này. Thì như giá của bạn này thì có vẻ là nó cũng hơi cứng giá một tí. Đấy, máy cơ nhá. Và giá đây này 220.000 yên thì đâu đấy khoảng độ lên quay khoảng độ trên dưới 40. Dây da. Nhưng bản này còn không có hộp luôn đấy, bản này thì còn có nguyên đồng hồ thôi. Đây nha quý vị nhá, quay ở cái tủ này nhiều lúc có những hướng quay nó hơi hơi khó. Ở đây các bác sẽ có chiếc Omega này, ở đây có cả mã của nó thì quý vị có thể tra xem thử nhé. Bản này thì giá như em thấy là giá là khá là cao. Như chiếc này cũng thế. Nó loanh quanh cũng khoảng độ trên 50. Đấy, của Omega. Thấy cái hộp của nó hộp màu đỏ mà thấy có trước sát hết rồi. Đó, trên này thì có cả cái chiếc đồng hồ gì đây. Cái này thì em cũng chưa từng lên tay luôn, nhưng cái này thì nó loanh quanh khoảng độ trên 300. Gần 400 đấy quý vị ạ. Đây này. Chả biết cái hãng này là cái hãng gì đấy, em cũng chưa có tìm hiểu và cũng chưa được từng lên tay giới thiệu cùng quý vị bao giờ. Hôm nay lượn qua đây thì thấy nó thì quay cho quý vị xem thôi. Thì anh chị nào đã từng chơi cái chiếc này hay đã từng chơi cái dòng này thì có thể để lại cái ý kiến cho anh em có thể tham khảo dưới phần bình luận quý vị nhé. Cái tên của nó kia, riêng bản này thì sẽ được tặng kèm thêm một bộ dây cao su và một bộ dây thép nữa. Đấy, nhưng mà giá của nó lên quanh phải là gần 400 rồi. Đó thì đây là mấy cái chiếc đồng hồ mà kiểu là nó là đồng hồ hàng cao cấp một tí. Thế còn bên này thì sẽ có những cái túi của thời trang, những cái túi của LV này. Đấy, túi xách, những cái túi của các chị. Đó, hay là bên phía bên trong này thì sẽ có những cái túi nữa đây. Những cái túi ở đây rất là nhiều. Túi của LV hay là Gucci. Đấy, nó nhiều những cái túi lắm thì toàn là túi hãng thôi, ví, túi. Đó. Nhiều lắm quý vị ạ. Ở đây túi thì rất là nhiều nhiều luôn. Nhiều những cái túi này có những cái nó vẫn nó rơi đâu đấy khoảng vài chục triệu đấy ạ. Thì bởi vì là đây là tất cả là hàng, nó là hàng chính hãng. Đây chính là một cửa hàng đồ cũ cũng gần khu vực em Quyết ở thôi. Đó. Thì em Quyết quay lướt lướt mấy cái này thôi cho quý vị xem ở đây bên cửa hàng đồ cũ ở bên Nhật này nó bán có những cái hàng gì thôi. Thế còn quý vị nào muốn chơi cái dòng ví hay là cái như thế nào, quý vị cứ gửi mẫu cho em thì em đi săn. Có những cái chiếc nào mà nó hợp lý, nó đúng mẫu của quý anh chị muốn sử dụng thì em Quyết sẽ lấy giúp cho quý anh chị nha, quý anh chị nhé. Thì em kênh của em thì chủ yếu là về đồng hồ là nhiều thôi.
Đấy, bởi vì là cái đam mê về đồng hồ của em nó, em đam mê về đồng hồ. Và dưới đây thì sẽ có cả những cái đôi giày nữa. Đấy, như đôi giày ở đây thì nó thanh lý ra những đôi giày có những chiếc nó rất là đẹp. Nó gần như là mới. Sắp tới đây có khả năng là em sẽ đi săn giày những cái chiếc giày mà thanh lý ra, mà những cái chiếc mà nó còn đẹp còn mới ấy, mà da xịn ấy, thì sẽ gửi về cho quý vị sử dụng. Và em Quyết cũng xin tạm dừng video ở đây quý vị nhé. Hẹn gặp lại toàn thể quý vị ở trong những video lần kế tiếp mà Quyết đăng lên. Cảm ơn toàn thể quý vị đã luôn yêu mến và ủng hộ cho kênh của em Quyết Nguyễn Japan. Xin mến chào và hẹn gặp lại toàn thể quý cô chú anh chị ở trong những cái video lần kế tiếp. Em Quyết xin mến chào và hẹn gặp lại toàn thể quý vị ở trong video lần sau.